thì bên em sử dụng đó là chiếc loa đến từ thương hiệu Anyway, một trong những thương hiệu rất là nổi tiếng và đã được khẳng định ở các buổi triển lãm show quốc tế. Nếu như ngày xưa chúng ta không vội vàng yêu nhau để rồi thì chẳng có lẽ sẽ không đau khổ thêm một lần nữa. Giờ anh sẽ không níu tay em lại để yêu thương anh dần dần vội vàng. Chúc em ngày mai hạnh phúc bên anh. Niềm giống như anh với em hiện tại. Khang Phú Đạt Audio cam kết sản phẩm nhập khẩu chính hãng, bảo hành trong 24 giờ, đổi mới linh kiện không sửa chữa, bảo trì định kỳ 6 tháng một lần. Khang Phú Đạt Audio luôn đồng hành cùng khách hàng. Chào mừng các bác đã quay trở lại với kênh truyền thông chính thức của Khang Phú Đạt Audio. Hiện tại thì em Đức đang có mặt tại trường Đại học Ngoại thương, một trong những trường đại học kinh tế hàng đầu của Việt Nam mình. Ngày hôm nay thì bọn em lên đây để set up một phòng âm thanh hát cho nhau nghe ở quán cà phê trên tầng 12. Ngoài ra thì cái bộ bên em lắp ngày hôm nay vô cùng đặc biệt, có thể tích hợp mang ra ngoài làm các buổi acoustic phục vụ cái nhu cầu của sinh viên trong trường. Xin mời các bác theo chân em để khám phá xem là bên trên tầng 12 của dãy nhà A của trường Đại học Ngoại thương không gian sẽ là như nào nhé. Em bật mí là rất là đẹp đó các bác ạ. Hiện tại thì bọn em đang có mặt tại tầng 12. Trong đây là khu vực mà bọn em sẽ lắp âm thanh. Đây là một khu vực quán cà phê. Và mục đích của trường khi lắp hệ thống âm thanh này sẽ đáp ứng cái nhu cầu giải trí của sinh viên, của thầy cô khi mà lên uống cà phê và thư giãn. Xin mời các bác vào trong bên này. Quán được decor và thiết kế khá là đẹp. Đấy. Khá là rộng. Ở đây là cái quầy bartender. Và cái khu vực mà bên em bố trí lắp âm thanh sẽ là khu vực ở đằng kia. Đấy, ở hai góc phòng kia. Và để lựa chọn dòng loa phù hợp với cả không gian của cấu hình trong phòng hát cho nhau nghe này thì bên em sử dụng đó là chiếc loa đến từ thương hiệu Anyway, một trong những thương hiệu rất là nổi tiếng và đã được khẳng định ở các buổi triển lãm show quốc tế. Đây là hệ thống loa Column Array với mã sản phẩm là Stick 8, cho công suất liên tục lên đến 240W và công suất chương trình lên đến 480W. Đây là hàng chính hãng nhập khẩu nhé các bác. Và đây có cả mã vạch. Đây là thương hiệu Anyway, một trong những thương hiệu rất nổi tiếng. Cái cấu hình như thế này thì sẽ đảm bảo một trong những cái vấn đề mà đáp ứng vào không gian quán. Thứ nhất đó là nhỏ gọn. Thứ hai là không chiếm diện tích để làm mất cái decor của quán, cái thiết kế của quán. Và đi kèm theo hệ thống loa đó là một cặp loa sub AS12 cũng từ thương hiệu Anyway. Đây là cặp loa sub bass 30. Và tất cả những cái hệ thống loa này thì đây đều là loa active các bác nhé. Loa active không phải loa passive. Và bọn em không cần hệ thống cục đẩy theo nó. Cũng như vậy thì với những chiếc loa mà active thì thường nó sẽ có tích hợp sẵn DSP ở trong loa. Khi mà lắp lên ấy, thì loa sẽ đưa ra cái giải âm, nó điều tiết theo môi trường cũng như là không gian mà chúng ta lắp đặt. Thì đây là cái hệ thống mà ngày hôm nay Khang Phú Đạt lắp đặt cho trường Đại học Ngoại thương. Hiện tại thì anh Sơn kỹ thuật viên đang bắt đầu lắp vào những cái chiếc loa vào để chuẩn bị setup. Ngày hôm nay em sẽ dùng một chiếc mixer đến từ thương hiệu Behringer. Đó là chiếc mixer số XR12 để setup cho cái cấu hình ngày hôm nay. Hệ thống thì không thể thiếu, đó là những thiết bị như quản lý nguồn. Chắc chắn rồi, một bộ micro không dây từ thương hiệu Apollo P6. Một bộ đầu màn VietKTV K4T Plus và màn 21 inch để có thể chọn bài phục vụ cái nhu cầu mà hát karaoke. Một trong những cái điểm mà có lẽ là nổi bật của hệ thống loại Anyway này đó là cái chức năng tiện dụng
hệ thống loa khá là nhỏ gọn, và vì còn đáp ứng một cái nhu cầu nữa, đó là sử dụng hệ thống loa là mang ra ngoài trời để phục vụ những cái buổi nhạc acoustic đáp ứng cái nhu cầu hoạt động của sinh viên. Trên đây là không gian tầng cao nhất của dãy nhà A của trường đại học Ngoại thương, không gian ngoài trời. Như các bác có thể thấy đây thì không gian được trang trí khá là nhiều cây xanh, tạo cái cảm giác mà thư giãn thoáng cho sinh viên sau những cái giờ học căng thẳng. Một điều đặc biệt nữa là khi ngồi trên không gian trên này để uống cà phê thì có thể nhìn thấy bún xung quanh ở khu vực thành phố Hà Nội, khá là đẹp. Đây anh chị có thể thấy. Và hãy thử tưởng tượng xem trong những cái buổi chiều tà chẳng hạn, thì những buổi nhạc acoustic của các bạn sinh viên hoặc là của một nhóm tình nguyện nào đó được thực hiện và tổ chức ở trên đây trong cái không gian tái cà phê này sẽ là như thế nào. Và ngoài cái vấn đề lắp đặt âm thanh trong quán hát cho nhau ngày kia, thì bộ loa cột Array đến từ thương hiệu Inway hoàn toàn có thể đáp ứng với không gian ngoài trời với cái diện tích nhỏ như này. Và với cái số lượng các bạn sinh viên một nhóm với nhau thì hoàn toàn chúng ta có thể tổ chức các buổi party như vậy. Và cái khu vực để mà di chuyển loa, lắp đặt loa thì theo em làm việc với cả bên trường đại học Ngoại thương, đó là ở hai khu vực ở trên kia. Tất nhiên sẽ không phải là bao trọn toàn bộ không gian này, mà sẽ là phù hợp và đáp ứng cho nhu cầu của một nhóm nhỏ, nhóm các bạn sinh viên nhỏ, hoặc là một cái nhóm tình nguyện nào đó, hoặc là cái buổi party của các thầy cô. Cùng em Đức khám phá xem là hệ thống âm thanh ngày hôm nay cái chất lượng nó sẽ như thế nào. Mời các bác theo chân em. Thương vun vỡ thêm một lần nữa. Giờ anh...